toàn thể nhân dân hãy xuống đường tham gia tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần. Đấy, loa phường đã gọi rồi đấy. Tôi đi gọi mọi người trong Liên Gia để cùng tham gia tổng vệ sinh môi trường thôi. Anh Dũng, chị Lan ơi, ra tham gia tổng vệ sinh môi trường với tổ dân phố nhá. Xin phép tôi bật. Ui giời, thì lần nào tôi gọi anh cũng ý đó, chứ cháu đã không tham gia cái tổ là thế nào nhỉ? Ui giời, cái chị không gì nào? Từ 5 giờ sáng, vợ tôi quét trong ngoài đường phố, còn tranh thủ để dọn nhà ăn. Rảnh rỗi như chờ các bà, không rỗi như mấy bà hư chí. Này, anh nói thật là buồn cười. Cái việc tổng vệ sinh môi trường ở xung quanh nhà anh thì là điều đương nhiên, các bác thấy không? Thế còn cái việc tham gia với Liên Gia, cái tổ dân phố mới là quan trọng chứ. Chị buồn cười. Tham gia cái tổ dân phố, thế chị có thấy không? Cái gì? Từ ngày tôi về sống ở cộng đồng tổ dân khoai nhá, bên cạnh cái việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tôi thường xuyên và đóng đầy đủ các loại quỹ do tổ dân phố phát động. Chị đừng có là nói chuyện. À, anh này đúng là chào anh nhé chị. Ôi, chào chị. Chị đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường à? À. Ôi may quá có chị. Chị là trưởng ban công tác mặt trận, tôi nhờ chị một việc. Tôi nói thật với chị, tôi mệt với cái anh Dũng này lắm rồi đấy chị ạ. À. Thế có chuyện gì đấy chị? Ôi giời, chuyện thì không có gì là quan trọng lắm đâu. Nhưng mà đấy chị biết, tổ mình thứ bảy là hàng tuần nào cũng tổ chức tổng vệ sinh môi trường, nhưng cứ có một lần là tôi trưởng Liên Gia đi gọi là anh ấy lý do lý chấu để không tham gia, mà trong khi đấy còn trẻ nhá, còn đang đi làm nhá, mà đặc biệt là còn là đảng viên hai chiều nữa đấy chị ạ. Ôi tưởng chuyện gì, thôi được rồi chị cứ bình tĩnh rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Vâng, thế chị giúp tôi cái việc này nhé. Anh Dũng ạ. Dạ, vâng. Chúng tôi biết anh chị mới từ nơi khác chuyển về đây sinh sống, cũng có thể là chưa nắm bắt hết được cái nội quy quy ước của tổ dân phố, thì chúng tôi cũng mong anh là bớt chút thời gian tham dự các cuộc họp để biết thêm các hoạt động của tổ dân phố, cũng như là cái buổi tổng vệ sinh môi trường ngày hôm nay chẳng hạn. Nói thật với chị Thủy, cái việc quét dọn tôi không ngại gì, tôi vẫn động viên mẹ cháu là quét sạch tinh thương đường nhà ngõ phố đấy chị xem, nó sạch bóng như này làm gì nữa. Vâng, chúng tôi vẫn ghi nhận cái việc sạch nhà, sạch ngõ của gia đình nhà mình. Nhưng chúng ta sống chung trong một tổ dân phố thì phải có sự đoàn kết, phải có sự chung tay để cùng xây dựng tổ dân phố phát triển với chị anh. Vâng, vâng, đúng vậy. Nhưng... Anh cứ để tôi nói đốt đó. Chắc anh cũng biết tôi là Phó Bí Thư Chi Bộ, trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố, cho nên là tôi nắm rất chắc và giám sát các hoạt động của các đảng viên đang sinh hoạt hai chiều như các anh. Vì vậy, tôi biết được là anh là một trong những người rất tích cực ủng hộ các loại quỹ của tổ dân phố. Vâng. Nhưng chỉ có điều, anh vẫn ít tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường. Và đặc biệt, cái quan điểm vệ sinh môi trường là của phụ nữ, thế là không đúng rồi anh ơi. Chúng ta là đảng viên thì chúng ta phải gương mẫu trong các hoạt động và là cái nhân tố xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư nữa chứ anh. Thực ra chúng tôi muốn mời toàn thể nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường là để gắn kết nhân dân và để nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, và qua cái hoạt động này chúng ta xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn để cùng nhau xây dựng tổ dân phố ngày một phát triển tốt hơn chứ ạ. Mà một việc rất là quan trọng nữa, đó là cánh mày râu các anh còn phải giúp đỡ chị em phụ nữ chúng tôi nữa chứ. Là sao chị? Ôi dồi ôi anh ơi, anh lại không biết tổ dân phố chúng ta có cái công viên mặt trời. Việc cắt tỉa cành cây khô, tê giác lên xe của công ty vệ sinh môi trường, đó là việc của đàn ông các anh chứ. Vâng, nghe chị nói, tôi nghĩ rằng cái việc vệ sinh môi trường chỉ vợ mình quét hè nhà rồi cửa nhà là đủ. Từ hôm nay, tôi thiết nghĩ nếu ai cũng như tôi thì lấy đâu cái việc nặng mà ai tham gia nơi công cộng. Cảm ơn chị Thủy đã phân tích rất cặn kẽ. Từ hôm nay, tôi sẽ sắp xếp công việc của gia đình và cùng vợ con tham gia vệ sinh môi trường. Tôi xin xung phong đi thay vợ. Rồi, thế thì tốt quá. Thế là từ hôm nay Liên Gia 2 của chúng tôi lại có thêm một người gương mẫu đó nữa. Đó.
đó là cái anh Dũng đảng viên hai chiều đây đấy ạ. À. Và anh Dũng này, nói thật thì chúng tôi cũng thấy là chị nhà anh rất là chăm chỉ, sáng nào cũng quét đường ngõ. Nhưng với anh thì bà Phương ơi, tôi biết rồi, trước đây tôi có ít tham gia, bây giờ có gì bà gọi gia đình tôi nhớ và nhớ hứa bà gọi tôi đấy. Chí luôn, thế là thống nhất rồi nhá. Đấy, các bác ạ, mọi chuyện to hay nhỏ thì chúng ta phải bình tĩnh, phải dùng tình cảm, quan tâm, giúp đỡ nhau thì mọi việc to thành nhỏ, nhỏ thành không có gì, phải không các bác? Thôi chết rồi, muộn rồi, xin phép các bác, chúng em đi tổng vệ sinh môi trường. Chờ tôi. Thế còn việc gì nữa? Tôi vào, tôi lấy cái chổi. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, đến với hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi quận Long Biên năm 2023, đội thi phường Ngọc Thụy gồm có tôi Phạm Thị Ngọc Thủy, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 25. Tôi Võ Viết Dũng, thành viên ban công tác mặt trận tổ 25. Tôi Nguyễn Hồng Phương, trưởng liên gia 2 tổ dân phố 25. Tôi Trần Thị Mai Sinh, nhân dân tổ dân phố 25. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị một thông điệp: để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ với công tác mặt trận. Đoàn kết, thành công, đại thành công. Kỷ niệm trọng điểm hội thi, dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng 14 thí sinh quay lại sân khấu.
quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 7 thí sinh đã xuất sắc đạt giải khuyến khích trong cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, và 7 gương mặt của chúng ta đã có những chiếc giải trong tay.